khi em đứng trước đám đông thì em sợ hãi nói những thứ ngu si, và khi nói những thứ ngu si thì bị người ta cười chê. Cho nên khi bước lên sân khấu hoặc đứng trước đám đông, khi bước lên bắt đầu cất tiếng nói thì nỗi sợ hãi về sự ngu si hoặc không tự tin về những thứ mình sắp nói nó choáng ngợp toàn bộ tâm trí em, và điều đó nó điều tiết toàn bộ cảm xúc của em trở nên sợ hãi. Và khi cảm xúc của em trở nên sợ hãi thì bắt đầu nó điều tiết toàn bộ nội tiết tố, và cơ thể em bắt đầu có hiện tượng run bắn lên. Và khi cơ thể run bắn lên thì chính là lúc mà khí của em hoạt động không điều hòa, và toàn bộ những kiến thức em học được nó bay biến đi mất và bỗng nhiên không nhớ gì cả. Trần Văn Hòa có đặt câu hỏi: dạ em chào thầy ạ, em có một nỗi sợ hãi là khi nói chuyện trước đám đông. Khi em phát biểu thì cơ thể em rung và nói ấp úng. Mong thầy chỉ ra nguyên nhân và biện pháp để em có thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi được không ạ? Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Vâng, thưa anh Hòa, trước tiên thì trước khi trả lời câu hỏi này thì Tuấn muốn chia sẻ với anh chị về cái cơ chế hình thành hành vi của một con người. Vậy thì cái đầu tiên, cái điểm xuất phát nó hình thành cơ chế hành vi đó là tâm thức, tức là cái điểm số 1, tâm thức. Tâm thức là cái gì? Chính là thói quen muốn, chính là thói quen nghĩ, và chính là thói quen hành động. Tôi lấy ví dụ, nếu tâm thức của tôi thói quen muốn là không làm mà có ăn, thì tôi nghe thấy ở đâu đánh bạc, tôi nghe thấy ở đâu lô đề, tôi nghe thấy ở đâu mà có thể không làm mà có ăn, thì mắt tôi sáng lên. Nếu tâm thức của tôi có thói quen muốn ăn thịt chó, thì nhìn một mâm thịt chó, tôi có thể người tôi nó có thể thổn thức, nó vui ngay. Nếu tâm thức của tôi là muốn phụ nữ đẹp, thì khi xuất hiện đằng trước có phụ nữ đẹp thì cơ thể tôi nó sẽ gì ạ? Rộn ràng lên, rộn ràng lên. Đấy, thế thì vấn đề đầu tiên đó chính là cái việc mà tâm thức khi mà nó cái mong muốn của nó, và khi nó tiếp xúc với môi trường bên ngoài, hay mà chúng ta còn gọi là trần gian hay hồng trần, mà đúng cái món nó thích thì cảm xúc của nó lên ngôi, còn đúng cái thứ mà nó không thích thì cảm xúc của nó bị xuống, và chúng ta hay gọi là tụt cảm xúc, hay là tụt mút năng lượng, hay là gì ạ, có động lực. Thì như vậy là yếu tố 1 chính là tâm thức. Yếu tố 2 bắt đầu xuất hiện cảm xúc. Sau cảm xúc thì cảm xúc nó sẽ tự động điều tiết toàn bộ nội tiết tố trong cơ thể ta. Tôi lấy ví dụ, nếu như mình thích ăn thịt chó, mình nhìn thấy mâm thịt chó, tức là cảm xúc nó lên, thế là nước miếng của mình trào ra. Như vậy đấy là cơ chế nội tiết tố thay đổi. Và khi nội tiết tố thay đổi thì nó sẽ thay đổi toàn bộ nhịp hoạt động của cơ thể và biểu hiện cụ thể là khí. Từ đấy ví dụ lại lần nữa để cả nhà hình dung nhé. Tâm thức là trạng thứ nhất, nó khởi sinh ở gốc rễ. Ví dụ nếu tôi tham tiền thì khi nghe một người bảo gửi vào cho họ, đưa cho họ 500 triệu một năm, thì mỗi năm tôi sẽ có lợi nhuận được trả về 250 triệu, tức là được 50% một năm. Thì bấy giờ tôi cảm xúc nó hoạt động, nhịp tim cảm xúc bắt đầu nó lên ngôi. Và khi cảm xúc nó lên ngôi thì nó điều tiết toàn bộ nội tiết tố trong cơ thể mình, bắt đầu mình thấy vui hơn, phấn chấn hơn. Và khi nội tiết tố nó thay đổi như vậy thì nhịp thở của mình bắt đầu có hiện tượng thay đổi. Như vậy yếu tố thứ tư là nhịp thở. Nhịp thở nó mới quyết định là lấy dữ liệu ở trong não thông qua cái tích lũy của mình. Dữ liệu ở tầng cao nhất, cái tầng ngay tầng mặt ấy, đó là lấy dữ liệu của kinh nghiệm, tức là phản ứng bằng kinh nghiệm. Hai là lấy dữ liệu bằng kiến thức mới. Và ba là lấy dữ liệu bằng các cái minh triết trong đời sống, tức là bằng tri thức.
sau đó người ta mới hành động là bước thứ 6. Tôi nhắc lại nhé, cả nhà nghe chậm một chút, đoạn này rất khó. Một, tâm thức khi tiếp xúc với thức ăn của tâm thức, mình gọi là hồng trần, thì xuất hiện cảm xúc. Cảm xúc điều tiết tự động nội tiết tố, nội tiết tố điều tiết tự động khí, khí điều tiết tự động việc lấy suy nghĩ nào ra để hành động, lấy kiến thức nào ra để hành động. Và từ kiến thức thì đến cuối cùng nó mới ra đến hành vi cuối cùng. Như vậy, khi em đứng trước đám đông, em nói chuyện và em bị run, thì yếu tố đầu tiên chính là tâm thức của em nó bị ngạo mạn. Một là bệnh ngạo mạn, tức là khi em đứng trước đám đông thì em sợ hãi nói những thứ ngu si, và khi nói những thứ ngu si thì bị người ta cười chê. Cho nên khi bước lên sân khấu hoặc đứng trước đám đông, khi bước lên bắt đầu cất tiếng nói, thì nỗi sợ hãi về sự ngu si hoặc không tự tin về những thứ mình sắp nói, nó choáng ngợp toàn bộ tâm trí em. Và điều đó nó điều tiết toàn bộ cảm xúc của em trở nên sợ hãi. Và khi cảm xúc của em trở nên sợ hãi thì bắt đầu nó điều tiết toàn bộ nội tiết tố, và cơ thể em bắt đầu có hiện tượng run bắn lên. Và khi cơ thể run bắn lên thì chính là lúc mà khí của em hoạt động không điều hòa, và toàn bộ những kiến thức em học được nó bay biến đi mất và bỗng nhiên không nhớ gì cả. Vậy làm thế nào để em đứng trước đám đông, em nói chuyện em không còn sợ hãi? Thì chữa tận phần gốc, đó là chữa phần tâm thức. Thì em đừng cố gắng đứng trước đám đông để với mong muốn thể hiện mình nữa, mà em phải coi như đứng trước đám đông để được một cơ hội tập luyện. Cho nên để không phải sĩ trước đám đông, thì khi bước lên trước đám đông thì phải nói rằng tôi hay có thói quen nói trước đám đông run và không được thông minh trong ngôn ngữ, nên rất mong các anh chị ủng hộ. Tôi lên đây không phải là giao giảng, tôi lên đây không phải là chia sẻ, tôi lên đây không phải là chỉ đạo, mà tôi lên đây được một lần tập nói trước đám đông. Vì vậy nếu có nói ngu, mong anh chị tha thứ. Và tự nhiên nỗi sợ hãi nó biến mất, thì bấy giờ anh chị mới có nói nhầm thì vẫn bình tĩnh mà nói. Đấy là cách mà chữa căn bệnh nói chuyện trước đám đông. Vậy chữa căn cơ chính là bước 1, anh bước chân lên, anh bỏ đi sự ngạo mạn và hãy cúi đầu xuống trước đám đông, thay vì anh ngẩng mặt anh muốn oai với đời. Thứ hai, việc này phải rèn luyện, rèn qua rèn lại, phải vài chục lần, và thậm chí bị đám đông chửi cho vì cái tội nói ngu, và vẫn phải tiếp tục rèn. Thì nó có thể là vài chục buổi hoặc thậm chí đến 100 buổi, thì bỗng nhiên thói quen nói chuyện trước đám đông được hình thành và bạn mới vượt qua nỗi sợ hãi. Giải pháp thứ hai là giải pháp được gọi là tạm thời chứ không phải là căn cơ. Thì khi bạn bắt đầu có hiện tượng sợ hãi trước đám đông và cơ thể run bần bật lên, thì bạn hãy tỉnh táo, dừng lại và hít thở thật đều khoảng 3 nhịp, xong tiếp tục nói chuyện. Và bạn thấy đấy, rất nhiều người họ đứng trước đám đông khi họ quên kiến thức, họ không nhớ, thì thường họ sẽ dừng lại khoảng 3-4 giây, hít vài nhịp thở thật đều và tập trung vào hơi thở, thì bỗng nhiên toàn bộ trí tuệ nó sẽ sinh khởi và nó về những thứ mình định nói, sẽ nó sẽ về. Đấy, thì đấy là vài cái giải pháp sơ đẳng nhất để bạn vượt qua nỗi sợ hãi khi đứng trước đám đông. Tôi nhắc lại, vậy căn cơ nguyên nhân chính đó là do tâm ngạo mạn khi đứng trước đám đông. Ngạo mạn ở đây có 2 tầng. Tầng 1 là muốn tinh tướng trước đám đông và sợ rằng mình nói nhầm thì chúng nó cười chê. 2 là gì ạ? Là sợ, không phải là tinh tướng, nhưng mà sợ mình nói nhầm thì chúng nó sỉ nhục mình, mất danh dự của mình. Cho nên chọn giải pháp an toàn, cố gắng chọn một giải pháp an toàn để nói không bị vấp, nói không bị coi thường. Nhưng tôi nhắc là ngày nào hết không biết nói nữa
thì ngày đó mới không bị nói lỗi. Ngày nào con biết nói thì ngày đó sẽ còn ngày nói lỗi. Cho nên là đừng có sợ hãi nhiều quá như vậy. Vậy thì bước 1 chính là việc gì ạ? Bỏ ngạo mạn xuống và tập đứng trước đám đông thông qua việc gì? Cúi đầu xuống và nói rằng tôi mới tập nói chuyện trước đám đông. Thứ hai, việc tập này phải rèn đi rèn lại nhiều lần. Thứ ba là phải chủ động điều khí khi bỗng nhiên mình bị mất toàn bộ dữ liệu khi nói chuyện trước đám đông. Tức là mình phải tập hít thở thật đều, thở sâu. Như vậy là có 3 giải pháp căn bản mà cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Thế thì tôi cũng nhắc lại, việc hạ ngạo mạn xuống là do bạn có quyết tâm hay không. Cho nên tâm thức thay đổi, nó sẽ thay đổi toàn bộ số mệnh và cuộc đời của bạn. Còn tâm thức ngày nào còn ngạo mạn thì cuộc đời của chúng ta còn mua thêm kẻ thù và đời còn đau khổ. Hạ ngạo mạn cũng là bạn dám đứng trước đám đông để rèn luyện nhiều lần cũng là bạn. Và khi gặp phải tình huống, tất cả kiến thức mình định nói nó bay biến và tỉnh thức, hít thở đều, điều khí thật đều cũng là bạn. Vậy con đường tôi đã chỉ còn thực hiện được hay không phải là bạn. Chúc bạn sớm tự tin trước đám đông. Rồi cảm ơn Trần Văn Hòa. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.